Thể quý bác tài, quý khách hàng, em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Thì hôm nay đã là sắp bước qua tháng 6, nên là rất là nhiều dòng xe hiện tại là chúng ta đã ra đời 2023, và bên cạnh đó thì vẫn còn những chiếc xe mới mà đời 2022 vẫn chưa có chủ nhân, xe mới 100% nha quý khách hàng. Thì nhân tiện ở đây em sẽ quay một cái video để giới thiệu cho quý khách hàng về cái dòng xe tải Zac bên em. Thì hiện tại là Zac đang có chương trình khuyến mãi giảm giá xe rất là hấp dẫn luôn, lên đến là 25 triệu đồng cho phiên bản đời 2022. Còn đời 2023 thì vẫn bán với giá là cùng tiêu chuẩn, không có giảm giá hả quý bác tài. Nhưng mà quý bác tài mua tại công ty ô tô Phú Cường thì sẽ có những cái phần quà riêng, như là thay nhớt lần đầu miễn phí, tặng ốp vô lăng và thảm lốp sàn và dầu khi nhận xe, và còn nhiều cái hậu mãi về sau nữa. Ok, và bây giờ bác tài cùng em đi tìm hiểu về xe. Và em sẽ giới thiệu sơ lược về dòng xe tải Zac N350 và N200S. Bởi vì hai dòng xe này nó sẽ có cùng một cái xác xe, nên là nó chỉ thay đổi về tải trọng của xe thôi. Nên là em giới thiệu một chiếc N350 thì bác tài cũng có thể biết được là xe N200 chúng ta như thế nào nữa ha. Và con xe này em đã giới thiệu rất là nhiều lần, em sẽ giới thiệu lại sơ lược về xe để bác tài mình có thể nắm bắt, và bác tài nào mình chưa tham khảo dòng Zac thì có thể là tìm hiểu. Đầu tiên thì con xe chúng ta là sẽ trang bị cabin đầu vuông. Cabin này phải nói là rất là hot của thị trường hiện tại. Cabin đầu vuông cho chúng ta là cái khoang cabin rộng nè, chỗ ngồi rộng và ba chỗ ngồi. Thì cabin chúng ta là được trang bị nhiều hệ thống, như là trước tiên là logo đi, sẽ trang bị là logo của nhà máy Zac, logo màu vàng và số loại của xe nằm ở bên trên. Đây là N350 có tải trọng là 3 tấn 49, và N200S sẽ có tải trọng là 1 tấn 99. Thì bên cạnh là hệ thống đèn của xe, thì xe sẽ trang bị hệ thống đèn chính là đèn halogen và thiết kế theo hình chữ Y thẳng đứng. Thì sẽ có là pha có đèn bi và xi nhan được tích hợp trên một cái khung đèn. Bên dưới là đèn cản còn được gọi là đèn sương mù ha bác tài. Cái này là chúng ta mở khi mà trời thời tiết tối và cũng như là sương mù, trời mưa. Cản của chúng ta là được làm bằng nhựa cứng, và bên trong là sẽ có một cái được làm bằng thép và bao bọc là nhựa cứng. Cabin thì màu sơn thì xe đang có hai màu, màu trắng và màu xanh là hai màu tiêu chuẩn. Về cái con xe N200S và N350S thì chúng ta sẽ có trang bị là hệ thống gương, là gương hộp cỡ lớn, với một gương cầu lồi và một gương phẳng. Bên dưới là gương cầu lồi, ở trên là gương phẳng này bác tài, để chúng ta mình quay sát được hết cái hai bên hông xe. Bác tài mình lại quan sát cái phần gương nè, để mình coi cái gương nó như thế nào. Cái gương này nó chỉ mới được cập nhật gần đây thôi, khoảng tầm một năm đổ lại. Bác tài mình đã sử dụng và cho những cái đánh giá rất là tích cực về cái bộ gương của xe N200S và N350S máy Cummins. Về cái phần dàn chân, xe chúng ta là sở hữu là cái kích thước lớp là 7.5 R16. Hiện tại là lớp chúng ta đang sử dụng là lớp DRC. Phía trước chúng ta sử dụng là hệ thống nhíp. Đây bác tài mình xem nhíp và ti thủy lực. Và lớp sau chúng ta là sử dụng lớp đôi. Xe tầm 1.9 tấn và 3.5 tấn là chúng ta đều sử dụng lớp đôi cả. Và đặc điểm của cái lớp xe Zac là chúng ta sử dụng là lớp gai xuôi, để xe chúng ta đi nó lướt hơn và tiết kiệm và tránh tiếng ồn. Bác tài mình quan sát cái phần nhíp của xe. Phía sau chúng ta sử dụng là nhíp 2 tầng. Và hệ thống cầu xe cũng như là hộp số và động cơ là đồng bộ gần như là 100%, cho chúng ta cái công suất là 120 mã lực rất là khỏe luôn. Ở những cái phiên bản trước thì xe Zac chúng ta sử dụng là phiên bản Zac máy Isuzu, nó chỉ cho công suất là tầm khoảng 109 đến 110, nhưng mà bây giờ là sử dụng động cơ Cummins. Tiếp theo là bác tài mình đi theo em để em sẽ mở cái động cơ lên cho quý khách mình xem cái động cơ của xe.
Xin giới thiệu đến quý khách, đây là cái động cơ Cummins của CX N200S và N350. Động cơ Cummins chúng ta có thể tích làm việc là 2746cc, có trang bị là động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp đầy đủ cho quý khách hàng. Và cái công suất của xe lên đến là 120 mã lực, với cái vòng tua là 3200 vòng, cực kỳ khỏe luôn. Với cái độ tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng là tầm 8 đến 10 lít trên 100 cây khi mà bác tài đã có máy lạnh và chở đủ hàng. Và con xe rắc đang được bảo hành lên đến là 5 năm trên 150.000 km. Tùy vào điều kiện nào đến trước và khi bác tài mua xe tại đại lý ô tô Phú Cường, bác tài sẽ được khuyến mãi thay nhớt lần đầu miễn phí khi mà bác tài mình đi 3.000 cây, ghé bên em để thay nhớt bảo dưỡng xe. Và kế đến là cái phần thùng xe. Thùng xe được thiết kế là thùng tiêu chuẩn của nhà máy, với bẩn chúng ta được đóng là 3 lớp, bên ngoài là inox dập, ở trong là tôn kẽm, ở giữa sẽ là một miếng mút xốp đối với thùng bạc các bác tài. Còn thùng kính là cũng là 3 lớp, ngoài inox, trong tôn kẽm và ở giữa là mút xốp. Thùng bạc thì nó sẽ có 5 bẩn và sàn chúng ta là sử dụng sàn 2.5 ly, sàn phẳng. Nếu bác tài mình có những cái yêu cầu về option thùng thì bên em cũng có thể hỗ trợ bác tài. Bên cạnh đó thì công ty còn có option biên bản lề khóa tôm, đóng inox cho quý khách hàng để quý khách hàng có một con xe bóng bẩy đẹp hơn, và chi phí nó rất là thấp luôn, tầm khoảng là 3 đến 4 triệu thôi. Về kích thước thì thùng có kích thước lọt lòng là 4m36, chiều rộng là 1m82 và chiều cao là 1m88 đối với N200S và 1m77 đối với N350S. Đó là cái thiết kế sơ lược về thùng. Xin chào quý bác tài, em đang ngồi trên nội thất của xe ZX N200S và N350S. Con xe này em vừa đề máy lên và cũng đã mở máy lạnh rồi để cảm nhận được máy lạnh chúng ta lạnh rất là nhanh. Và cái độ cách âm của cái cabin đó phải nói rất là tốt luôn. Thì cabin chúng ta sở hữu những cái tính năng như là kính chỉnh điện, đây, chỉnh điện, lóc cửa, rồi khóa điện. Chúng ta sử dụng là khóa điều khiển từ xa ha bác tài. Khi mà mua xe bác tài sẽ giữ lại cái phiếu, cái mã số này ha, để chúng ta có thể là khi mà mất chìa khóa chúng ta nhờ nhà máy họ cấp lại. Đây, phải đúng cái số này mới được. Và trợ lực lái, đây, chúng ta trợ lực là trợ lực dầu. Khi mà đề máy lên thì chúng ta mới có được trợ lực hai bác tài. Hệ thống điều khiển trung tâm là sẽ có máy lạnh, radio, mồi thuốc cho quý khách hàng. Hai ngăn đựng đồ. Đây. Cái khay để nước cho quý khách hàng này. Và hộp số chúng ta sử dụng là hộp số phát của Mỹ với 5 số tiến và 1 số lùi. Đây, hộp số chúng ta là hộp số 5 cấp. Vào số rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt là trên vô lăng chúng ta sẽ trang bị thêm cho khách hàng hệ thống cruise control, có nghĩa là ga tự động khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc hoặc là trên quốc lộ, thì chúng ta di chuyển trên 50 km thì chúng ta sử dụng cái hệ thống này, nó sẽ giữ cái ga chúng ta di chuyển ổn định hơn, tiết kiệm nhiên liệu và giảm được cái sức khi mà quý khách hàng mình di chuyển xa. Thì đây bác tài mình xem luôn cái phần đồng hồ tốc lô của xe nè. Chúng ta trang bị là 5 cái đồng hồ tốc lô. Đây, 4 đồng hồ cơ và 1 đồng hồ điện tử. Hiển thị là số km ô đô và cái đoạn đường chúng ta đã đi ha. Đây. Thì phía trên là sẽ có một cái ngăn đựng hồ sơ cho quý khách hàng và tấm che nắng. Xe chúng ta hiện tại là đang có 3 chỗ ngồi và ghế chúng ta đang sử dụng là ghế nỉ. Nếu mà khách hàng mình lấy xe thì có thể là bọc lại ghế da, hoặc là có thể là nhờ em hỗ trợ, em có thể là bọc ghế da cho quý khách hàng và trang bị thêm phim cách nhiệt cũng như là bọc trần 5D cho quý khách để đỡ tốn thời gian. Và bên em còn cung cấp những cái trang bị trên xe như là màn hình Android nè, camera hành trình hoặc là cam lùi, để quý khách mình có thể là
lái xe vững tay lái hơn khi mà chúng ta chở hàng. Và tiếp theo em sẽ báo giá đến quý khách về giá xe 2023 và giá xe 2022 nó sẽ khuyến mãi như thế nào. Và em xin báo giá luôn đến quý khách hàng xe Jack N200S và N300S tùng 10 bạc tiêu chuẩn có giá là 457 triệu đồng. Và N200S, N300S phiên bản thùng kính nó sẽ có giá là 460 triệu đồng. Đây là phiên bản đời 2023 mới. Nếu mà quý khách hàng mình lấy xe đời 2022 thì bên em sẽ khuyến mãi đến quý khách là 25 triệu đồng trừ thẳng vào giá xe. Và chi phí giấy tờ bên em sẽ là thay biên lai của nhà nước. Quý khách hàng cần tham khảo thêm thì có thể là alo cho em qua số hotline 0901 260 064, em sẽ để phía dưới màn hình. Và hiện tại là xe đang được hỗ trợ ngân hàng rất là tốt luôn, lên đến là 80% giá trị của xe. Bác Tài chuẩn bị cho em tầm khoảng là 100 đến 110 triệu là chúng ta có thể là lấy xe về chạy hàng. Thủ tục thì rất đơn giản, cần có căn cước công dân. Bác Tài đã có gia đình cho em xin thêm em giấy đăng ký kết hôn, và chưa có gia đình cho em xin giấy xác nhận độc thân. Thời gian vay từ 2 đến 7 năm tùy bác Tài chọn, và giao xe trong khoảng là 10 đến 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng ha bác Tài. Bác Tài cần tham khảo thêm thì có thể là alo cho em hoặc là để lại comment bên dưới, em có thể là giới thiệu thêm những dòng xe mà quý khách hàng mình yêu cầu. Và video của em đến đây là kết thúc. Em Mẫn xin kính chào và hẹn gặp lại quý bác Tài vào những video clip tiếp theo.